Chào mọi người nha. Hôm nay mình đến với thôn 6 Tân Lâm này. Trục đường thôn 6 với cái lô đất diện tích là 2 hectare. Đất này nó hơi dốc chút nha, cà phê bơ thì tươi xanh luôn. Đây. Cái ranh giới của nó nhìn cà phê với lại bên bên cây dổi đó giật về. Xuống tới dưới chân ao. Ao là của người ta chứ không phải của mình nha. Dọc ở đây, triền này nó hơi bị dốc. Tại vì nó nằm trên cái trục đường tô đây, cái trục đường chính của cái thôn 6. Đường này thì chuẩn bị làm nhựa. 2 hectare cà phê, bơ, có sầu riêng. Nó hơn 100 mét mặt tiền nha. 400 triệu một sào giá chính chủ luôn. Thì trong cái thời gian này thì giá 400 triệu đấy. Đất ở đây nó lên từng ngày cho nên là mình báo cái giá này tạm thời thôi. Chủ nó thay đổi thì mình cũng chưa biết nữa. Đứng ở đây thì mình chỉ quay được một góc thôi. 2 hectare thì diện tích nó cũng hơi lớn chút. Nhìn thẳng xuống cà phê hết là của mình. Có xen canh bơ với lại sầu riêng. Nó qua tới bên kia nhưng bên này khuất rồi. Để mình qua bên kia mình quay thêm chút xíu nữa. Nhắc lại là giá 400 triệu một sào nha. Sầu riêng nè. Cà phê. Có cái nhà tạm nha, cái nhà để đựng đồ phân bón rồi. Cà phê nó cao quá thì che cái tầm nhìn của mình. Đây, cái thế đất của nó đây, hơi dốc nha. Thì mọi người cảm thấy thích cái lô này thì alo cho mình. Giờ mình lên mình quay phía trên giờ cái mặt tiền. Nói chung thì view nó nằm ngay trên trục đường chính luôn. Đây view toàn cảnh này. Đây là cà phê này. Cà phê, bơ, sầu riêng. Không biết sầu riêng thì được bao nhiêu cây. Đây sầu riêng này. Sầu riêng đây. Bơ. Nói chung là mình quay cái quang cảnh chung chung thôi chứ quay hết thì cái lô đất này rất là lớn, 2 hectare. Chưa nắng đi chút xíu rồi thở. Đây có cái nhà tạm này. Để quay trục đường chính cho mọi người coi. Đường này chuẩn bị đổ nhựa nha. Đây. Đường này thì làm lên thì khoảng chừng 6 mét. Đường thông luôn. Đây thông ra quốc lộ 28 nè. Quốc lộ 28. Còn hướng này thông ra Đinh Trân Hòa. Ngay thôn 15 Đinh Trân Hòa. Mặt tiền của nó nè. Hơn 100 mét mặt tiền. Mọi người cần chi tiết liên hệ mình ngay. Đây là mình quay toàn cảnh cái view 2 hectare. Thôn 6 Tân Lâm nè. Đó cái vị trí cà phê trước mắt mình. Đấy, cái ngay cái tay mình chỉ này, cái ranh là nhìn biết liền này. Đó, nhìn nó vuông vức. Đây là vị trí mình nhìn toàn cảnh này. Cà phê, bơ, sầu riêng nha. Rất là vuông vức luôn. Nhìn thấy ranh liền. Hơn 100 mét mặt tiền nha, 400 triệu một sào.